kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, luật đất đai sửa đổi đã chính thức được Quốc hội khóa 15 biểu quyết thông qua. Luật đất đai sửa đổi lần này kỳ vọng sẽ góp phần giảm tình trạng ôm, gặm đất được giao, tránh gây thiệt hại lớn nguồn lực. Luật đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua chính thức, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quy định chi tiết các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Cụ thể, Điều 81 của luật này quy định, các trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai như sử dụng đất không đúng mục đích đã được nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm. Người sử dụng đất hủy hoại đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đất mà tiếp tục vi phạm. Đất được giao cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền. Đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ người được nhà nước giao đất, cho thuê đất mà người được giao đất, cho thuê đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của luật này. Đất được nhà nước giao quản lý mà để bị lấn đất, chiếm đất. Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục. Đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục. Đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hai trường hợp đất được nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp bổ sung cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này. Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại. Sau khi Quốc hội thông qua luật đất đai sửa đổi, đại biểu Quốc hội, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội kỳ vọng luật sẽ giải quyết được tốt hơn những khiếu kiện liên quan đến đất đai. Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cho biết, theo dự kiến ban đầu, luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng tại 3 kỳ họp 4, 5, 6 trên cơ sở lấy ý kiến của toàn dân. Tuy nhiên, cho đến kỳ họp thứ 6, vẫn có những ý kiến trái chiều và cần được cân nhắc kỹ. Do đó, tới kỳ họp bất thường lần thứ 5, luật đất đai sửa đổi mới được Quốc hội thông qua. Điều đó cho thấy, Quốc hội đã rất thận trọng trong công tác lập pháp, nhưng vẫn đảm bảo không chậm trễ trong việc thông qua đạo luật quan trọng này nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của cuộc sống. Trong luật đất đai sửa đổi có nhiều điểm thay đổi đột phá. Yếu tố thứ nhất là quan điểm tiếp cận trong quản lý đất đai của luật này có sự khác biệt cơ bản so với trước. Trước đây, chúng ta còn sử dụng nhiều biện pháp quản lý hành chính mang tính chất áp đặt. Nhưng luật đất đai sửa đổi lần này chuyển sang hướng sử dụng nhiều hơn các cơ chế thị trường để đảm bảo yếu tố về mặt lợi ích được điều tiết theo cơ chế thị trường. Điển hình như chúng ta bỏ khung giá đất và xây dựng bảng giá đất phải sát với giá thị trường và được công bố cập nhật hàng năm. Yếu tố thứ hai thường vướng mắc liên quan đến giá đất là vấn đề nhận định giá đất. Nhưng trong luật đất đai sửa đổi, việc định giá đất quy định rất rõ về phương pháp, cách thức, nguyên tắc và dựa trên những nguyên tắc đấy thì chính phủ sẽ ban hành ra nghị định hướng dẫn cụ thể. Đây là cơ sở để chúng ta tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn mà hiện nay công tác định giá đất đang vướng. Yếu tố thứ ba, luật đất đai sửa đổi đã hướng đến giải quyết một số vấn đề rất lớn liên quan đến chính sách đền bù, bồi thường khi mà người dân bị thu hồi đất. Trước đây, người dân thường không bằng lòng khi thu hồi đất, vì thường là chúng ta sẽ xác định giá đất không được sát với giá của thị trường, hoặc là bồi thường tái định cư thì cũng không đảm bảo cho người dân có một chỗ ở tương ứng với nơi ở cũ. Với luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua, đã đáp ứng được nhu cầu của nghị quyết thứ 18 là bồi thường, tái định cư cũng phải giúp cho người dân có thể có những điều kiện đảm bảo cuộc sống, điều kiện về sinh hoạt và việc làm phải bằng hoặc là có thể tốt hơn nơi ở cũ. Đây là điều đã được thiết lập khá rõ trong cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Yếu tố thứ tư, luật đất đai sửa đổi đã tập trung vào giải quyết là phương thức chuyển giao đất đai giữa các chủ thể. Chẳng hạn như đất đai đưa vào sản xuất kinh doanh thì thực hiện theo phương thức trường hợp nào thì giao tiếp trực tiếp, trường hợp nào là phải thực hiện thu hồi và trường hợp nào thì phải thông qua phương thức thỏa thuận. Đặc biệt là khi thực hiện các phương thức thu hồi và chuyển giao đất đai cho các hoạt động có mục đích kinh doanh thì thường là phải thực hiện thông qua đấu thầu, đấu giá để đảm bảo rằng chúng ta sẽ phân phối được lợi ích địa tô tăng lên nhằm đảm bảo lợi nhuận hài hòa. Yếu tố thứ năm cũng rất quan trọng
là trong luật đất đai sửa đổi đã quy định rất rõ cơ chế, phương thức xử lý những vấn đề tồn đọng như công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người có đất nhưng lại không có các loại giấy tờ, hoặc là có đất đã sử dụng mà không tuân thủ pháp luật, nhưng mà nó lại phù hợp với quy định, phù hợp với thực tế. Thậm chí là có những trường hợp được cấp đất không đúng thẩm quyền, nhưng đến nay thì vẫn phù hợp với quy hoạch, phù hợp với thực tế. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm mà bấy lâu nay người dân rất quan tâm, thì trong luật đất đai sửa đổi đã đưa ra các phương thức xử lý khá rõ. Phát biểu bế mạc kỳ họp này vào ngày 18 tháng 1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị chính phủ bố trí nguồn lực, chuẩn bị ngay các điều kiện đảm bảo, ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa luật đất đai sửa đổi vào cuộc sống. Cùng với đó, khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn việc chuyển tiếp đúng quy định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, người dân và của doanh nghiệp. Thực hiện yêu cầu của người đứng đầu Quốc hội, chỉ 4 ngày sau đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ ngành liên quan về kế hoạch triển khai thực hiện luật đất đai sửa đổi. Theo thông tin từ cuộc họp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện luật đất đai sửa đổi. Trong đó, đề xuất chính phủ phân công cụ thể cho từng bộ ngành xây dựng văn bản thi hành dưới luật có tiến độ cụ thể, triển khai tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung luật. Các bộ Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch đầu tư đều đã có lộ trình, định hướng xây dựng các văn bản hướng dẫn thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành. Có thể nói, khối lượng công việc cần chuẩn bị từ nay đến khi luật đất đai sửa đổi có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2025 là rất lớn. Chính phủ sẽ ban hành hàng loạt văn bản hướng dẫn như nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, nghị định về giá đất, nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, nghị định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký cấp giấy quyền chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và hệ thống thông tin đất đai, nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đi kèm với đó, các bộ ngành cũng phải ban hành các thông tư để quy định, hướng dẫn cụ thể hơn. Số lượng văn bản lớn, nội dung khó và phức tạp, trong khi quỹ thời gian không còn nhiều. Nếu không hoàn thành các văn bản hướng dẫn đảm bảo chất lượng và trước ngày luật đất đai sửa đổi có hiệu lực, thì những quy định mới được kỳ vọng sẽ có phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn liên quan đến chính sách đất đai hiện nay sẽ chậm đi vào cuộc sống. Nhìn lại công tác ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật thời gian qua, sự chậm trễ vẫn tồn tại. Theo thông tin tại hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị định của Quốc hội khóa 15 vào tháng 9 năm 2023, một số luật được ban hành từ năm 2022, nhưng các bộ liên quan vẫn chưa ban hành kế hoạch triển khai. Đến cuối tháng 8 năm 2023, vẫn còn 11 trên 50 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ tư chưa được ban hành. Trong số 39 văn bản quy định chi tiết đã ban hành, cũng chỉ có 9 văn bản được ban hành đúng thời hạn. Tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết từ lâu nay cần sớm được khắc phục và nhất thiết không để tái diễn với luật đất đai sửa đổi, một văn bản luật có tầm quan trọng đặc biệt với sự phát triển của đất nước, với cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Quốc hội đã nỗ lực làm việc để thông qua luật đất đai sửa đổi, cũng là lúc chính phủ gấp rút ưu tiên đưa luật vào cuộc sống. Trợ lực quan trọng cho hành trình này không thể thiếu được sự giám sát hiệu quả của các cơ quan dân cử, như thông điệp, như tinh thần, lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5. Có thể thấy, luật đất đai sửa đổi là dự án luật trải qua quy trình đặc biệt với 4 kỳ họp Quốc hội, 2 hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 8 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hy vọng luật đất đai sửa đổi sớm được đưa vào cuộc sống. Những thông tin mới về quy định sửa đổi luật đất đai sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.